Listen, chào tất cả anh chị em nha. Chú Nai nha, how are you? Hôm nay 2019 Listen thì có la hát một bài nha anh chị em. 80 phút cho mỗi người một điệu luôn nha. Trời làm cho mưa bay dần dần, mây tiến về thành sầu. Bàn tay nắm ngón mưa xa, dìu anh trong tiếng thở, đưa tiếng anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi, 20 năm ngang lối ghẻ đường về. Trời làm cho mưa bay dần dần, mây tiến về thành sầu. Bàn tay nắm gió buồn phân, bàn tay đang rối mộng, đưa tiếng anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi, 20 năm ngăn lối lẻ tiếng hát hát trên núi, giấc ngủ trong nôi, một đàn chim nhỏ bay khắp trời. Việt Nam mến yêu, ôi tiếng chim buồn gọi đàn. Mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến chọn cả đời. Vô thấy hơi đầm hơi rồi, sẵn đây hỏi thăm anh chị em luôn nha. How are you? New Year. Đó, hy vọng có tặng sao rồi chứ sao mà cái nãy giờ giật mấy lần mấy cái karaoke mà không có cái nào được hết. Thử cái này coi có thể bé đờ không? Ok ha, thôi bắt đầu nữa nha chị em. Tiếng ngáp ngáp trên môi, giấc ngủ ngủ trong nôi, một đàn chim nhỏ bay khắp trời. Việt Nam mến yêu, ôi tiếng chim buồn gọi đàn. Mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay dần dần, mây tím dệt thành sầu. Nằm nghe tiếng hát đu đưa, dìu anh trong giấc ngủ. Ôi tiếng ru ngọt ngào, mẹ Việt Nam ơi, ai chia ly tan tan cả ngàn đời. Trời làm cho mưa bay dần dần, mây tím dệt thành sầu. Từng đêm ấp ủ trong tim, từng đêm nghe thế gọi anh nhớ thương em. Giờ mẹ Việt Nam ơi, ai chia ly tan tất cả ngàn đời. Tiếng hát hát trên môi, giấc ngủ ngủ trong nôi, một đàn chim nhỏ
bay khắp trời Việt Nam mến yêu. Ôi tiếng chim muông gọi đàn mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng xin hiến trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay dâng dâng, mây tiếng đèn thầm sâu, trùng dương sông nước bao la, trùng dương giang tiếng gọi. Ôi sông thiên em về trời, mẹ Nam ơi con xin ghi, xin khắc nguyện lời thề. Trời làm cho mưa bay dâng dâng, mây tím dệt thềm sâu, gừng thiên lá bổ âm u, gừng thiên giang tiếng gọi. Ôi núi thiên em nhìn buồn, Nam ơi con xin ghi, xin khắc nguyện lời thề. Mẹ Nam ơi con xin ghi, xin khắc nguyện lời thề. Ủa, bài này sao mà cái hơi xuống mà lên rồi không được luôn, thôi tới đây chắc có việc coi lại quá, hoặc là để luôn đại luôn á, chứ mà đã gì 3-4 lần mà không có lần nào được hết á. Ok ha, thôi xin goodbye cả nhà ha, goodbye.